Hey, you know, chào mừng em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình là Harry đây các bạn ơi. Oh yeah, thì hôm nay chúng ta cùng đến với tập 3 của series Bizelmon Genshin nha các bạn, cùng với các YouTuber. Yeah. Và ở tập 2 thì mình đã làm rất nhiều thứ rồi. Đó chính là mình đã thu phục và tiến hóa cho rất nhiều Pokemon có sức mạnh siêu cấp Ultra Pro Max Ultimate iPhone 14. À, nhầm. Ok, thì ở đây đầu tiên đó chính là em Skeletiray, là một con cá sấu nhưng mà hình lửa, bạn cá sấu lên bờ đấy. Cá sấu này làm thịt ăn thì gọi đúng bài luôn nè. Đó, nhìn nó Aslan chưa? Wow, size đúng bự luôn các bạn, và rất là đẹp và rất là ngầu nhá. Thứ hai là Haxorus, một Pokemon rồng với sức mạnh cực kỳ khủng bố, mặc dù không phải là á thần nhưng mà sức mạnh của nó thậm chí được sánh với ngang với á thần, thậm chí là mạnh hơn. Đó, rất là mạnh mọi người, nhưng mình chưa tới sức mạnh đâu. Và đồng thời mình thu phục được một con chim rất là to, Vess. Đây, một em chim rất là to và giúp chúng ta có thể bay lắc được. Yes sir. Đây bây giờ đã hóa bạn ơi, đã em này level 60 và đồng thời là hấp thêm hai Pokemon thần rồng rất là mạnh, đó chính là Como, một Pokemon á thần, và một em Dudurigan. Mục tiêu hôm nay nữa là mình sẽ đi thu phục Pokemon huyền thoại. Hôm trước là á thần rồi đúng không, thì hôm nay phải dùng Pokemon huyền thoại nó mới xứng đáng gọi là siêu cấp VIP Pro Max, thì nó mới đúng thực sự là sang chảnh như cái phong cách của mình vậy. Và trước vào video thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share, một subscribe, đừng quên nhấn vào cái chuông, đồng thời hãy giúp video được 1.500 like nha mọi người, và giúp Patreon lên được 60.000 sub, đó sẽ là động lực rất lớn để mình làm tiếp cái tập 4 nha các bạn. Đó, yeah, thì có một động lực rất lớn để mình đi thu phục những Pokemon có form hình dạng đặc biệt nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào video thôi, get cool. Sáng sớm ngủ dậy cảm giác thêm mình là đẹp trai vả trưởng. Nói chung là cái đồ đẹp trai của mình thì khỏi bàn rồi. Đẹp trai như thế này thì thằng nào nhìn cũng đấm cả. Ui nhầm, thằng nào nhìn cũng muốn cưng cả chứ. Xin lỗi bạn, mình hơi nhầm. Thì xin giới thiệu các bạn là hiện tại là mình không biết xây nhà, và mình xây nhà rất là ngu. Cho nên yeah, mình đã xin chỉ tá ở ké luôn. Nói chung bây giờ là đây là nhà của mình. Hoa, và có chỉ tá đứng bảo kê. Trời ơi, đúng chỉ tá chỉ thấy em ở chung thấy vui không? Và đây chính là hộp quà các bạn. Đây, hộp quà fan tặng anh Harry. Yes so. Mình có hộp quà riêng rồi, mặc dù hộp quà này chính là cái hộp quà mà mình hay chung đồ, nhưng mà thôi, lấy để làm cái hộp quà tặng anh luôn. Rồi, để xem hôm nay các bạn sẽ tặng món quà gì cho mình nha mọi người. Mình hóng lắm luôn, cái mỗi tập đến là mình thấy mình rất là hóng để được các bạn tặng quà. Thì yeah, để coi đây hộp quà gì. Wow, đây chính là hộp quà của bạn Nương Nguyễn. Bạn tặng mình đó chính là 5 trái Ultra Ball, 3 trái Dust Ball và 5 cái kẹo. Yeah, mình cơ mà rất nhiều nhá, húp lẹ nha các bạn. Trời, rất là ngon, có tận 5 viên kẹo luôn. Yes sir. Và ấy có một lời chúc mừng, đó chính là chúc anh Harry đẹp trai hơn bao giờ hết và có thật nhiều người yêu hơn anh nhé. Ôi trời đất ơi. Thì cái mình cảm ơn cái câu mà chúc anh đẹp trai hơn bao giờ nhé, nhưng mà có thật nhiều người yêu á thì mình sẽ nhường lại cho những bà FA nha mọi người. Chứ thực sự là mình có nhiều rồi, đây nghe mình đây nha các bạn. Ủa rồi ơi, mèo FA chắc cay lắm nha. À mà các bạn ơi, lần sau bạn nào tặng á thì các bạn tặng thêm cho mình ít đồ ăn chứ mình đói quá các bạn. Thì các bạn tặng mình thêm ít đồ ăn nhá. Bạn nào tặng đồ ăn là mình cố gắng cho lên TV luôn á. Chứ mình đói quá, các bạn tặng bon thì mình cũng vui thiệt. Nhưng mà thì các bạn nó không có đồ ăn, mình phải đi tìm đồ ăn tuột các quần ra luôn. Mà hiện tại làng cũng nghèo lắm rồi, và mình cũng nghèo không có tiền mua đồ ăn các bạn. Mà đi ăn cướp thì mình sợ bị đấm vỡ mồm lắm, nên thôi nhá, mình hết tiền luôn rồi, hết mua bon luôn rồi, hết mua đồ ăn luôn rồi, nên mọi người tặng thịt cho mình nhá. Mình cũng thèm thịt lắm, thịt nạc thịt xịn đó. Ví dụ như thịt khổng lồ chẳng hạn. Mày bị điên à? À mình quên mất nữa, đó chính là mình muốn nâng cấp sức mạnh của mình lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Thì mình phải có đây, Swampert, một Pokemon cực kỳ mạnh với song hệ đất và song hệ nước. Yeah, một Pokemon phải gọi là song hệ mạnh nhất trong thế giới Pokemon này. Và muốn đẩy em ấy lên sức mạnh đỉnh cao, lên một con sức mạnh đẳng cấp siêu cấp fit mà không thằng nào đánh nổi, thì chúng ta phải có gì? Chúng ta phải có đá Mega. Yeah, phải có đá Mega của em Swampert này. Thì mình tuyên bố luôn là mình không sợ bất cứ thằng nào cả, dù cả huyền thoại luôn. Một đấm là đi hết. Đó, thế là mà what the shit nha mọi người. Rồi giờ thì mình sẽ đi sang Mega thôi. Mà muốn sang Mega thì mình phải qua khu đầm lầy, đứng APK đó thì may ra sang Mega. Hy vọng hôm nay nhân phẩm của mình sẽ hên một xíu. Còn nhân phẩm mình như cái đờ bờ thì chắc chắn rồi. Như cái đặc cầu thì ok, đảm bảo nó không ra. Mà nhân phẩm gọi là hên á. Nói chung là mấy ngày nhờ mình toàn cơm không ạ, nhầm. Mình toàn cơm không cho nên mình sẽ rất là hên đây. Nên không có gì đâu. Ui, một Pokemon như là Eevee các bạn ơi, hình dạng bóng tối đúng không? Được rồi, đúng rồi. 5 sao, oh my god. Bot 5 sao, anh em ơi. Ui, anh gì ơi. Bot 5 sao anh ơi. Anh đi với em nè. Đâu, ở đâu đây. Ui, cá sấu to thôi.
Ôi ngầu anh, ngon con này là đủ số anh á. Mày. Ui ngầu vậy. Ê solo thấy không Harry? À từ mình đánh boss năm sau đã rồi anh em mình đơm nhau. Ui, công nhận cái con này đẹp quá nơi, hình như con này hình dạng bóng tối á. Ui ui ui, anh thấy có cái đầu gái này nè Harry ơi. Đầu thằng nào? À! Ui, cái thằng cuối có gái này. Người mới. Người mới các bạn ơi. Ủa nữ à? Nữ anh em. Ủa thằng này hình như có cú của gai nơi lượt tục của nó ra phát nào thằng này. Trời ơi. Ủa cú của gai thì sao? Lòng ma bắt gian. Thân hình phụ nữ mà chồng đàn ông. Thằng này đéo được rồi. Rồi đánh boss thôi. Nhưng gái mới sủa chứ được gì thì mình đã có một cái pha đi vào lòng đất. Đó chính là mình không chờ ai cả, mình bấm star ray luôn. Và mình đang có boss này chỉ một mình thôi. Và ông trời ta đã từng nói 3-1 không chỗ cũng què, mà đây 1-1 thì chắc chắn rồi. Mình ngõm là cái chắc, con kia dùng một đòn thôi thì hai Pokemon đi luôn. Mà nếu 4 thằng mà có một thằng ngõm hai Pokemon trước thì coi như cái boss đó bay màu luôn, là nó chạy lấy các bạn. Thế còn bật thêm 6 cái khiên nữa thì bố nào đã lại được. Và sau đó mình chịu thất bại cực kỳ đơn giản. Cay thật các bạn ạ. Ui có một boss nè, sấm sắp lát lửa cái gì vậy. Wow, boss Alpharos mọi người, được rồi. Lần này mình đã mạnh hơn rồi, level 100 luôn. Được, super luôn. Ủa mày super luôn nè. Ôi, cái bạn thế. Vẫn còn rất mạnh các bạn ơi, mặc dù mình level 100 thôi á. Anh nhầm level 48 thôi á. Sup thì sao? Ê à, đau quá ta. Được rồi, mình khui đâu. Toxon. Ui, Harry vẫn chưa đánh xong con boss à. Trời, nó mạnh quá anh ơi, má nó một phát nó sup của em luôn nè trời. Ui giời ơi. Level 100 hay sao nữa? Lên 100 mạnh quá. Ui 100 thì chịu rồi. Hết phát nào là em bay phát đó luôn. Thôi coi như là em nhường con này cho nó sống á. Chứ thực sự em cũng không cố ý để đánh nó đâu. Đánh mạnh nó thì nó nhục lắm. Mày đừng có mồm điêu đi. Sau đó thì mình có đi ở ké rồi ngủ ké nhà người ta xíu, sáng mai dậy đơm nhau. Ui trời ơi quá đợt luôn. Anh đang làm gì quá em nhá luôn. Em đang ngủ anh. Ê, đừng làm như vậy nha. Ai bay á. Rồi vậy thôi ôi tôi là anh không có gì hết ấy. Ui giời, đang ngủ em làm gì đây? Làm gì đâu, em cứ lỡ tay thôi mà, nhưng không gì đâu, nhưng mà à, giờ thì... Con tí đồ ăn nè, mà em... À, cái này là cỏ mà ăn vô chết hết anh. Đây, em mở tủ lạnh ra. Có shiny stone nè, rồi có sắt. Không phải. Rồi phôi sắt, ăn cái này có chết không? Đồ ăn, cá tuyết chín dành cho vị khách quý. Đâu anh? Thấy không? Đây, trong tủ lạnh. Có đúng mỗi cái à, ăn kiểu này thèm không ăn á. Con được rồi. Rồi, trời ơi, từ để em đi hồi phục Pokemon phiếu. Mà nhà anh có hồi phục không? Không. Rồi mình quay trở về là nhà chị ta để xin ít đồ các bạn ơi. Rửa chỉ Pokemon thôi chứ mới qua tưởng mảnh đồ điên hiếp Pokemon người ta, ai ngờ qua con boss kia nó giả cho vỡ mồm không được phát nào. Nhục éo chịu được ấy. Nhục như mình cho hóa luôn. Nhục thật. Bây giờ mình phải đánh bài Zio mọi người ơi, không thôi à. Mình thấy các bạn nói là Ari team mạnh vãi nồi là mà chơi game ngu như bò thấy không được rồi. Đêm qua xử Zio đó mọi người ơi. Hôm bữa là nó xích là khiền mình, hôm nay là Zio mọi người nên mình chơi luôn. Đó, đây. Ok, chuyển rồi. Rồi. Ui giời ơi, cá sấu non. Cá sấu bị con này nó gặm này, con này nó gặm con thằng lằn các bạn ơi. Cá sấu hơi mập nha. Giống em á. Mày. Ui mạnh ấy. Cá sấu sao mà đánh. Ôi, không thấm thía luôn. Sao mà thấm được, anh bay rồi. Ui, mạnh đấy nha. À, đã vậy thì Hasrut. Ui, sao? 8 à, cũng căng đấy. Cũng 8 căng đấy, mạnh lắm đấy, Hasrut đấy. Đừng ao ra nhá. vũ điệu chết chóc. Lần này thì chắc chắn là one hit one kill. Thôi xong rồi, có nha. Đây, lem rồng ra. Rồng đó. Con này dâm nho chứ. Con mèo thì sao? 53 luôn các bạn, cao vãi. Oh, 53 chúng tôi. Ui, đau. Dùng kéo chữ X hơi đau đấy. Mày này kéo chữ mèo béo. Oh no. Mèo béo chúng tôi. Kim này, bố mày làm thịt chim sao sợ ớt luôn. Thịt chim sao sợ ớt. Khó nha. Đây, mình cho các bạn thấy sức mạnh của Hasrut là như thế nào. Em đánh thắng ông này không? Ông này hơi trâu đi. Châu rồi, em xử luôn. Trời ơi, bị tê liệt rồi. Ui, cố lên Hasrut. Yes. Ui, nó trâu thế. Ui. Oh my god. Ui. Đánh thường luôn nè. Đánh thường. Ui, không ngại nữa thôi. Mạnh nha. Tất nhiên, Hasrut của em phải gọi là đẳng cấp siêu cấp phi vũ trụ Ultra Pro Max. Cắn nó Hasrut.
Ui, nó con này trâu thế. Đá cứng lắm. Con này chơi đá hay nó cứng quá. Đánh thường mày rồi. Mày chơi đá nè. Không cần vội. Ui giời ơi, một ủi. À, một ủi à. À, thằng team của em. Rồi. Yes sir. À, ui, 60 cao vậy. Đây, cắt đôi không khí. Mày. Đôi không khí à? Không ui, cắt không nổi luôn. Ơi. Thằng cờ của anh ấy. nó đánh hụt. Thôi xong rồi. Toàn rồi. Mày đi. Rồi, thế thì đem chiến thằng ra thôi. À, chiến thằng Charizard à? 60 à, cao vậy. Hurricane. Hurricane à? Mày. yeah. Brazil đã bảo trận rồi các bạn ơi, non quá. Ngon nha. Bây giờ, em trụng server chưa? Giờ anh hãy biết nó đi. Em Brazil, or là em nói search ai mạnh hơn. Ủa? What the hell? Cùng què gì vậy? Em. À xin à, qua đây anh cho Pokemon này à. Qua đây. Cái thằng này ăn xin này, ngày nào đi ăn xin không được các bạn. Đấy, cái thằng vũ gan này. Đâu, giờ thích con gì bố mày cho con đấy. Con gì mạnh nhất. Mạnh nhất của ta luôn á. Nói chung là thì ta cũng là rất là rủ lòng từ bi ấy, cho nên ta sẽ cho người con mạnh nhất của ta. Đấy, con này mạnh lắm á. Ready. Mạnh lắm. Con quần què vậy. Level 2 này mạnh lắm rồi á, đừng có đùa. Khác đi, con này level 2. Mày ăn không xin mà còn xin gì người cu. Rồi, khác đi. Rồi, nói chung là yeah, mình là một người tốt các bạn. Nên mình gặp những người thế này thì mình ghét lắm. Nên mình cho con Gyarados luôn đi. Đấy, cho người con này luôn đi. Đó, các bạn thấy mình tốt chưa? Wait, trời ơi. Tốt chưa, cảm ơn anh Harry em trai dễ thương đáng yêu đi. Không. À, thằng này cho người đó lại là lần nữa. Ui, nhà CEO nghèo quá, CEO toàn rác, không rưa, không có gì luôn. Nhà nghèo các bạn ơi, thôi mình đi á. Mình đi cải trứng mọi người ơi. Để xem có cái trứng gì mình húp nha mọi người. Đó, lỡ mà có trứng nó rỡ ra á thần các kiểu thì cũng ngon. Đó, và các bạn thấy được sức mạnh thực sự của Hazeroth chưa? Đấy, Hazeroth cực kỳ mạnh nha mọi người. Một mình em ấy có thể gọi là gần clear nguyên team của CEO luôn. Nói chung là CEO cũng hên đấy, thôi là một mình Hazeroth là cân ngon luôn á. Đừng có lừa. Ôi các bạn ơi, mình thấy được một ngôi đền triều hồi đấng sáng tạo nè. Và mình đố các bạn luôn. Đây chính là ngôi đền triều hồi ba Pokemon nào. Đừng quên bình luận Harry biết nhá. Wow, thằng này VQ Bè nó có rơi xuống thế giới mãi nhờ. Bạn chửi ngu lại từ ái. Wow, chỗ này đẹp vái trường. Ôi view đẹp phế các bạn ơi. Ôi view đẹp quá nè. Trời đất ơi. Ui, tấm xét phải phát xong rồi tạnh mưa luôn. Ảo ma Canada Nobita thật đấy. Và nói chung sau này mình có cái vật phẩm thiệt xịn thì mình sẽ tới đây nhá. Để mà húp mấy cái con ở Pokemon huyền thoại này. Yeah. Ba Pokemon huyền thoại rất là mạnh. Mình lần ngay các bạn ơi. Wow, một lỗ hổng Orinthora. Vô luôn các bạn. Ây, vô trong này chúng ta có thể gặp được rất nhiều Pokemon huyền thoại ngon. Đồng thời nữa đó chính là mình sẽ đi săn Master Ball nha mọi người. Để coi ở những cái lâu đài các bạn có mấy Master Ball cũng ngon phết á. Nhưng mà đó thường thuộc vào nhân phẩm thôi, còn nhân phẩm như đặt cầu thì cũng chịu ạ. Đây, lâu đài đây rồi các bạn ơi, để coi, đây rồi. Cái nơi mà có cái cánh này mọi người nó. Đây chính là cái chỗ mà chúng ta có thể sở hữu được Master Ball. Hy vọng là tỷ lệ nó hên xíu, chứ hôm nay mình thấy mình hơi xuề đó. Nãy mình gáy xong mà mình bị hành như một chó đắt luôn nè. Bay lên trên bầu trời rồi lại bay lên trên bầu trời rồi là bay lên cao, bay lên như cồn cao. Mày đau quá, đau quá anh trai. Mày phế mọi người, không có gì ngon cả. Tôi lấy cánh đi. Ok. Lấy cánh giọt lẹ bạn ơi, đừng bắn nữa, xin lỗi, bắn mãi. À, để mình bay qua bên kia, mình coi có cái gì không nhỉ. Vì mình thấy bên này cũng có nhiều đồ xịn lắm các bạn. Nhớ nơi này có một cái rương nè. Đó. Đây rồi, hình như rương này đúng không? Đây, sợi. À, mình đào cái lỗ đây xong mình lấy thôi. Trời ơi, mình thông minh vãi chưởng. Ây da. Chưa lấy thương xong ạ. Thôi có kiếm được rồi mọi người ơi, có kiếm được ngon rồi. Let's go. Namo Di Đà Lạt cho anh Harry Master Ball đi. Năng nỉ mà ống bà la si bùa. Ống bà la si bùa. Yeah. Rồi anh lên ga bắt đầu là phóng nhanh. Mày đánh bố mày á, mày làm bắn không?
mày bắn không? Mày bắn, mày sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Chạy à? Mày chạy, mày chạy, mày chạy. Hư, hư nè. Hư chúng tôi nhá. Thôi lấy cái quần, cái cúp. Trời đất ơi, không có mắt carbon các bạn ơi. Ô quá, xui quá các bạn. Oh my god. Các bạn ơi, là Rillaboom. Ui ui, sao em lại xuất hiện ở đây nhờ? Ui Rillaboom nè các bạn. Bon khởi đầu nè. Wow. Ê ê bro, đừng chạy bro ơi. Đây ơi, Rillaboom các bạn ơi. Đây chính là một bon khởi đầu rất là mạnh. Mặc dù là cỏ nhìn hơi rắc hơi bần nhưng mà yeah, vẫn rất là mạnh cho nên mình cũng định mình sẽ thuộc em này. Level 37 à, cũng tạm được. Giờ mình dùng cái cắn đi, cũng ngọng đâu nhờ. Đấy. Trời như cái ai này to vãi, ui sai này to vãi nổi các bạn ơi. To hơn cả cái con hai đứa của mình nữa. Cắn nè. Đâu chưa, đâu chưa, đâu chưa. Ui chơi hiệu hồi máu ạ. Cắn nè. À, con chừng này máu là được rồi nhá. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thôi đừng có heal nữa. Cái game mà heal nhục thế cu. Được rồi, lên đây nào, Ripon. Nghĩ Ripon là được rồi, tại vì không cần cái Ultra Bond đâu. Level 37 à, cho nên nó khá là bình thường ấy. Cùng đây, tụi nó vô luôn nha. Ui, nó ra rồi. Tưởng nhân phẩm của mình lại như hôm xưa. Một phát vô luôn thì lúc đó thì chết, chết, chết. Thôi lên Ultra Bond này các bạn, nhanh gọn lẹ đi. Chứ chừng chờ nữa mệt lắm. Ultra Bond, vô, get cool, get cool, get cool. Được không này, được không này. Được, được. Rồi, trời. Game là dễ các bạn ạ. Game là dễ ngay chứ. Thôi, chúng ta về nhà thôi các bạn. Nãy giờ là rong chơi đủ rồi. Đến lúc về nhà thôi. Quay trở lại về nhà nào. Về nhà. Về nhà. Ơ kia. Chờ bố mày về nhà coi. Về nhà. Về nhà. Về nhà. Thằng chó bố mày đi xuống bằng đường này. Yeah. Xuống đáy xã hội thôi các bạn ơi. Let's go. Rồi luôn. Thật các bạn. Xuống đáy xã hội luôn rồi. Chui xuống hang luôn. Rồi luôn. Lát luôn. Trời ơi, chui xuống hang cả mấy thằng fan mu chứ vậy luôn rồi. À mày quá. Không biết có thằng nào vậy cũng là có là đánh mình vỡ mồm á. Thôi đi rồi, lên cục lên 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 lại các bạn ơi. À, nhóc phản diện này bịt mặt các kiểu rồi nhìn có nét chúng mấy thằng phản diện nhờ. À không, mấy thằng này phản diện mà được rồi. Mình là một người tốt các bạn, là một thằng rất thích phản diện. Ủa nhầm, rất là ghét phản diện cho nên chúng ta sẽ cho Rillaboom ra test luôn. Đấy, test sức mạnh của Rillaboom luôn nha mọi người. Let's go Rillaboom. Ui, chưa gì trời mưa luôn rồi. Ui, con lip lip nè các bạn. Diệp đao. Được chưa, cắt nó. Ui, không đau lắm nha, không quanh hết được nha. Trời, chơi chơi độc, thằng này chơi dơ quá ta. Đúng là mấy cái thằng phản diện chơi dơ lắm ạ. Mày dơ với ai? Mày dơ vai. Wow, không thấm thía các bạn ơi. Gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Cùng que gì vậy các bạn? Ủa alo, ủa alo. Cái cùng que gì vậy? Mày dám lập mất mặt bố mày, Swampert. Tốc độ ít 2 trong trời mưa. Mày là con. Ủa, sao yếu thế? Ây da, ây da, ây da, ây da. Gì đây? À, mày chơi à? Bơm máu nè. Mày nè, đừng có đùa với anh. Cho mày đi luôn, súp. Rillaboom vừa ra chưa kịp làm gì thì ngõm luôn rồi. Rồi đi là bơm quá. Đây rồi, cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Mega Swampert. Bố mày chờ mày hơi bị lâu rồi đó anh chó à. Chờ hơi bị lâu rồi các bạn ơi. Mình đến AFK cực kỳ lâu em mới xuất hiện. Ây ôi. Đợt này thì mày không thoát được con trai à. To be không cần tình yêu. Let's go. Chơi nó. Khoan, con này hề nước mà sao. Con ngựa rồi. Thôi không sao, mình chơi được, mình chơi được. Cực kỳ lâu. Quả cầu bóng đi. Ôi trời ơi. À sao rút thì sao. Tuyệt chiêu. Out train. Nghịch lưng. Ui nó mạnh thế. Đấm nó. Ây à, mất có 10% máu bạn ơi, con nó mạnh quá. Trời đất quỷ thần ơi, mạnh phết nhờ. Đã vậy thì Swampert. Con mà chọn cậu. Súp. Đây chính là Swampert với Swampert. Swampert cha với Swampert con mọi người ạ. Trời đất ơi, ăn một đòn súp nước mất nửa máu. Hơn nửa máu chứ gần ngõm luôn. Súp nó. Trời yếu quá trời, xúc nó có mất cái tí máu. Rồi, Swampert đi luôn rồi. À vậy thì qua BV. Được chiêu. Không biết, không nhớ tên. Xúc có đi. Mày đùa, đau chưa, đau chưa. Hurricane đau chưa.
Chưa mạnh các bạn ơi, chưa mạnh, chưa Hurricane mạnh lắm. Hay quá. Hurricane, thổi nó. Mày lì với anh. Mày sao? Chơi được chưa? Thua chưa? Ây à. Rồi còn Como. Mình tin Como sẽ làm được. Charlie Scare. Đấm nó nào. Đúng rồi, núp nó. Núp nó đi. Trời ơi sao mày yếu thế Como? Em đấm mày gãi người nó à. Rồi, Como đi luôn rồi. Còn mỗi Rillaboom à. Đây, Rillaboom khắc khẽ các bạn ơi. Leap Play. Ui, mạnh thế. Mày, holy shit các bạn. Oh my god. Chúng ta đã có được đá mega rồi các bạn ơi. Yes sir. Wow các bạn, Rillaboom mạnh vãi, một đòn đi luôn. Một đòn là xong hết luôn các bạn. Đỉnh cao vãi trường. Oh my god. Được lắm đi Rillaboom ơi, đúng là mình thu em này một cái gì đó nó rất là rất là tốt luôn ý, em ấy rất là ngoan, sáu cơ sáu ngôi. Ơ mày nói vậy mày sủa gì vậy? Umbala, cháp Harry đẹp trai dễ thương đáng yêu mặc quần này gọi là quần gì các bạn? Nó cứ tuột mà nó lòi ra ngoài ta. Quần này giống như mấy quần tôi cũng chỉ cái bẻ đi, không quan tâm nữa. Ok, rồi thì chữa chị bông anh thôi. Hello, chào chị tá nhá. Thôi chị đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em biết em đẹp trai đồ gì, cứ nhìn ấy là em ngại là em chém chị á. Rồi này coi, giờ mình sẽ test thử sức mạnh của tiến hóa mega như thế nào nha mọi người. Đồng thời mình sẽ đặt cái máy tray đây luôn. Đó, giờ đây chính là nhà của mình rồi. Nhà của em nhá, đừng có ý kiến em xử chị luôn á. Đặt cái máy tray đây đi. Đặt không được là sao ta? Đấy, đặt máy tray đây luôn. Mặc dù nó hơi chân đường thôi, kệ đi chị ạ. Nhà chị chật quá, cho nên phải đặt đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của tiến hóa mega nó khủng khiếp như thế nào nha. Đây, đeo đá mega vô cho em Swampert nè. Và triệu hồi ra nè. Đó, luôn con rồi. Đây, Swampert đây nè. Swampert. Đấy. Và bây giờ thì kích hoạt tiến hóa mega. Lẹ đi. Ây ôi. Mega Swampert. Ui em lực chứ các bạn. Wow, cái tay to chưa? Ui kia này mà thằng nào láo là mình mất một cú là nó bay từ đây gục sang Lào luôn á. Ui, mấy ngầu phải to vãi. Đồ phải trưởng các bạn ơi, và em này có rất là mạnh nha mọi người đó. Mạnh lắm luôn ý. À đây đây đây. Mạnh cực kỳ khủng. Ôi nhìn em ấy đồ vãi nổi các bạn ạ. À. À. Ui các bạn, mình gặp được một em Pokemon hình như là Pokemon khởi đầu nè các bạn. Ây chà, ngon nha. Ngon nha, có chỉ là khởi đầu của gen 7 đó các bạn, không gen 8 chứ. Đúng rồi, là một con Rapport. Ơi, đúng rồi mọi người ơi, Rapport nè, đấy, nhìn nó oách chưa. Bỏ tay vô cứu các kiểu, nhìn chắc à. Nhưng mà, ôi mày cho mày đi luôn nè. Mày, một đòn, mất nửa máu. Sợ chứ cu. Đau chứ cu. Tiếp tục siêu xuống nước. Úp nó. Mày đi luôn. Bắt này các bạn. Vô nè, không vô mình sủa luôn. Nha, không cho mình sủa luôn nhá. Nhục như chó vậy trời ơi má. Sao nó không vô ta, nó cấp 2 mà. Ultra Ball không vô. Cuộc đời thiệt chứ xui vãi nhục quá. Chà, chào anh đẹp trai nhá. Ôi chào anh trai đen. Bố mà chào hỏi tử tế mà quay ra thái độ láo chó là như thế nào nhỉ? Anh chào hỏi đàng hoàng như vậy mà nó bỏ mặt, nó quay mặt, nó hư đất. Nó quay đít vào mặt mình và nó pin. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được rồi, quam hết. Anh chọn chú. Đợt này thì chú đi rồi chú ạ. Không thoát được đâu con trai. Không thoát được đâu, Swampert tiến hóa mega. Đấy, ngầu chưa? Sợ chưa? Giờ sao? Rồi đấm nó yếu vậy trời, Swampert đàng hoàng đi chứ, mất mặt ta mày. Trời đất ơi. Nè, đừng có thua nhục lắm nha. Mày đùa, không ngon. Mày lão rồi con. Rồi mất điều luôn. Ấy, mình đánh một phát lại đá một phát lại chạy mất dép luôn, tụt quần luôn. Đùa. Ui có chị nào cũng nhìn cũng oách nè. Ui level 35 thôi, mấy chị rách lắm, chị nhìn phèn lắm, gà rơm ấy mà. Thế còn mình có trứng gì đây? Không có trứng luôn, thôi lấy berry gặm qua ngày thôi.
Nói không phải sủa chứ mình ngày nào mình có ăn berry như thế này thì khác nè mình một con Pokemon đâu. Ăn berry mãi luôn, chập mày biết được mùi vị berry là mùi gì luôn á. Các bạn biết chút mùi gì không? Ừ, nói chung mùi gì cũng chả biết nữa, nói cho các bạn tự đoán đi, mình cũng biết mùi gì luôn các bạn ơi. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, giờ mình gọi là bất bại trên gọi là bất khả chiến bại luôn. Thì mình thấy có một thằng YouTuber mới vô đây các bạn. Thì mình muốn mình quăm đơm nó để coi cái thằng này nó mạnh cỡ nào mà cũng gáy lắm. Nói chung là nó ăn xin mình đó các bạn. Để mình quăm hành nó cho em biết cái mùi trùng server như thế nào. Nó search mày đi gặp mình đó, đi gặp mình là mình xử luôn. Để xem giờ nó đang ở đâu nha mọi người. Đây đây đây, bố mày thấy mày rồi bánh chó à. Đây các bạn ơi, đứng đây nè. Mình có cái Google Map mà sao mà không biết được, thằng này không biết mình đâu. Đến đó nó không biết là mình đâu nhỉ. Mặt gì mặt nó ngu thế, không biết mình đâu. Đấy, mình biết mà, nó đứng trên đầu, mình đứng trên đầu nó mà nó kiểu nó ngơ nhìn đu thật đấy. Giọng thằng này à? À quên mất. Nghe quen. Đâu, từ từ, ôi, một chém ba tim. Thằng này, khoan, bình tĩnh nào. Nào, cái gì có tình tĩnh, bình tĩnh chứ. Thì nghe nói anh bạn cũng không biết anh là trùng server đúng không? Đúng rồi, đương nhiên anh là trùm server đây em ơi. Ê cái gì? Mới sủa lại con nào. Từ từ rồi nè. May quá, ông trời đồ mình các bạn ơi. Ê, con người ăn ở đẹp trai chỉ thương đăng như cho mình cho nên khó để ngõm lắm. Thằng này, nhưng mà nó cứ cầm cái đó nó hơ. Sợ quá bạn ơi, mày ngon mày có đây. Mày ngon mày bước sang qua đây. Tưởng mỗi mình ngươi có một cái món bay vậy. Naganade các bạn ơi. Là một Pokemon trong thế Ultra, nó rất là mạnh đấy các bạn. Ui, đâu ra thấy cu. Nhờ người ta mở trứng ra đấy. Mở trứng á, đùa. Ui, trứng bao nhiêu km mà ra được có Pokemon mạnh thế? Đây là trứng 20 km. Ui, Pokemon huyền thoại luôn bạn, không phải huyền thoại nhưng mà Ultra Beast nha bạn. Nhưng là một trong những Pokemon rất là mạnh nhưng level có 22 à. Rắc. Yeah, con này. Ui. 25 km đấy. Calyrex level 40. Ui, mở trứng hai con này ra luôn á. Đúng rồi, đương nhiên. Wow, các bạn phải biết rồi các bạn ơi, tại vì thằng này chơi mở trứng 20 km, 25 km. Nếu ra con xịn, còn mình mở trứng toàn 10 km, 15 km, hàng gì nó ra mấy con gà thì đúng rồi. Rồi được rồi, thì đợt lần này thì mình sẽ nói biết thế nào sức mạnh của trùm server thì chúng ta cá cược đi. Thì thằng nào thua thằng đó đưa 10 bon chơi không? 10 bon à, ta còn có 1 bon thôi. Thôi bố mày lấy luôn. từ từ bình tĩnh. Nè giờ nhá. Giờ ta giao kèo ngươi luôn. Ví dụ ta thua thì ta đưa ngươi 10 Ultra Bon, ok? Còn ngươi thua thì ngươi phải bắt buộc và làm gì đó bắt buộc đi. Ngươi phải đi mua bon các kiểu, phải đưa lại ta 10 Ultra Bon trong thời gian ngắn nhất. Chơi không? Ok. Đó. Thì trước đó thì ngươi có gì đưa ta trước không? Đấy, để ta giữ dùm cho, chứ ta thấy là ta uy tín lắm á. Tin ta đi. Đây, có cái này nè. Có gì? Nào. Đâu, cái nào ngon giữ dùm cho. Ê, nó vả một phát mình. Thôi, em xin lỗi, cái này giảng hòa chứ. Anh cứ lấy cái kiếm, cái rìu đó, rìu sơn màu như Free Fire thế thì sao em chơi là được? Em lọt xuống hang rồi. Rồi, sao xuống đây luôn rồi? Lọt xuống hang làm gì trời? Cái thằng... được rồi. Thằng này nó khè mình các bạn ơi, để coi thằng này khè. Nice. Ôi, xuống bấm. Xuống mày không lên được ta, ảo ma thế nhờ. Chết mất đi. Rồi, mày băng bước rồi. Vô đây. Cái thằng Noan này là 48 luôn, cao phết nhờ. Ngang với level mình luôn à. Ôi, mình chưa hồi phục Pokemon nhưng mà không sao. Mình chấp được các bạn ơi. Tiến hóa Mega. Hãy hồi đáp con tim của ta. Tiến hóa vừa cả tiến hóa Mega. Mega Swampert tay to mũi nhọn nít bự. Xúc nó. Đấy, một đòn mất 5-6 máu luôn. Ngu. Mày nhờn. Ui. Mày nhờn Swampert à? Cái gì? Mày có mèo mập này sao này level cao thế? Mới chơi mà level cao thế cu. Vậy thì xúc tiếp này à. Hút nó. Ui ôi. Tấn công nhanh quá các bạn ơi. Nhờ. Được lắm. Candy Ray. Cái này sao out level ấy trời. Phun lửa. Đau chưa. Tiếp tục phun lửa. Không đau lắm nha. Đau chưa. Tiếp tục. Tuyệt chiêu. Khạc lửa nó. Mày này có không? Ôi, mạnh ta. Tất nhiên nhìn cái mập lù này như con heo này sẽ mạnh chứ. Ui, con này không chịu tiến hóa, mê quá. Nó tiến hóa là mình xong rồi. Được lắm. Quả cầu bóng đêm. Trời ơi, đau ngay. Cái nóc ợp à. Mình nhận được quả cầu bóng đêm tiếp thôi các bạn ơi. Quả cầu bóng đêm. Nhường. Nó mạnh đấy.
Con này có level 22 để thôi cho con khác ra. Tự nó chứ con này rất đắt. À, thấy chưa? Bố mày cầm cái đuôi bố mày gõ bơm đầu mày lúc này à? Mày bố mày gõ nè. Bơm đầu. Một đập. Một vả đâu chưa? Sùi non để bên chơi nó nè. Được chiêu. Gõ đầu nó. Ui. Bot cả hàng ơi. Được rồi, để mình giết con này xong rồi mình đánh boss sau. Ui boss, thằng này là Tyranita các bạn ơi, một Pokemon á thần rất mạnh đấy. Rồi mình thấy muốn cho thể hiện để mình cho kết thúc nha mọi người. Tại vì Hasuru của mình nó mạnh lắm cho nên mình muốn sử bằng Hasuru cho nó oát lên đấy mà. Trời ơi gãi ngứa, con này phải kết hợp với con Gladstrider hoặc là Spectrider thì nó mới tạo thành Carrot Spectrider hoặc Gladstrider nó mới mạnh. Còn dạng như thế này thì một Outrun là đi, nghịch lưng. Con trụ được, ghê đây. Rồi, gãi ngứa cu. Thằng này cũng còn non các bạn ơi, level cũng cao phết đấy nhưng mà còn non lắm. Còn con nào nữa? Trời ơi, còn cái con lưỡi đi luôn. Đi luôn. Ôi. À, cái con này mày nhắm hết đâu bố mày à? Giật đau. Mày thì chú em mày thấy. Trời ơi, trai đẹp nên nó cứ bu mãi các bạn ơi. Con kim nào nó cũng bu cho mình cả. Cái trai đẹp nó cứ bu vô thôi. Em thấy chưa? Đây là cái độ thu hút của mình đẳng cấp như thế nào á. Rồi. Giờ xíu các bạn ơi, để mình sửa thằng này rồi. Mình giữ sửa con boss này rồi mình gái với nó sau. Đây là boss Tyranita level 100. Holy shit. Trời đất ơi, bạn ơi đừng té bạn ơi. Bạn gần té rồi không được đâu nha. Hiện tại thì không có chiêu gì nó gây gọi là bạn té rồi. Ui bạn té mày quá. Được rồi. Tyranita này outrun. Mạnh thế. Trời ơi mạnh quá. Đã vậy thì em Rillaboom vẫn có X2 nhá. X2 nè. Trời đất ơi. Scary. Trời ơi con boss legendary làm sao mà ngươi đánh lại được. À ngươi thằng này mày dám khinh thường ta. Thì biết bố mày là ai không? Người là ai em biết. Thằng này được lắm. Đã vậy thì được kêu. Chưa gì trời. Tất cả kêu đều không có tác dụng với con này. Nó bị giảm sát thương hết các bạn ơi. Con này thì ngon quá. Con này là hệ đất với là hệ bóng tối các bạn. Đã vậy thì dùng heo lửa đi. Ai à. Primary V. Sao con này mạnh thế trời. Mình không đánh được nó luôn trời. Được kêu. Trời ơi. Hurricane. Trời đất quỷ thần ơi. Thôi em xin lỗi. Em chạy đây. Xin lỗi em biết lỗi rồi. Cho em chạy anh ơi. Rồi đi luôn. Nào đừng té. Chó này mày sao nãy là ta cố ý thua để mà ta cho người thấy con Tyranita kia mạnh thôi chứ con kia làm sao mà có thể đánh bại được ta được. Ta nhường thôi. Đúng rồi, chả có đánh mọi người ta yếu máu rồi nên ta mới không đánh lại nữa. Nào bình tĩnh nào giờ nhá, lo đưa bon cho ta nhá, không thôi là bố mày xử đấy. Đó, mẹ bố ngu đấy thì tại sao nó chạy từ kia chạy xuống các bạn. Thằng này điên thật, bảo ngu vậy từ ái trời ơi mày ngoan các bạn. Ui nhưng mà con kia mạnh lắm bạn ơi, nó mà cho con Nagade kia cộng với con Kairos mà kết hợp với Spectrial hoặc là Glacial đảm bảo mình thua á. Hai con kia kết hợp lại ui nó mạnh khủng khiếp lắm, chả con nó chơi level cao thôi. Ôi con đường này có đường gì mà nhìn nó đẹp đấy các bạn, nhìn bí hiểm vãi. Wow. Trong này không biết có ma không ta? Trong này có ma tới tụt cùng mình chạy mất dép luôn, mình sợ lắm á. Mình sợ ma lắm các bạn ơi. Trời đất quỷ thần ơi, cái thằng Huy Kiu Be này nó bịp mình các bạn ơi. Nó bảo là gì ta? Về nhà lấy đồ Ultra Ball trả cho mình mà nó bịp luôn. Nhưng mà thằng này ngu quá bạn. Mình có Google Map mà, để nó trốn đâu mà không mò được hết. Nó trốn mà nó từ dưới kia mà nó bay lên đây luôn. Ủa trời, nó cao luôn, núi này cao lắm cao. Nó cao vãi cái chưởng luôn, nó bay lên đây. Đây. Mày trốn đi đâu con chó này? Ê. Ôi. Ôi, này ai... mày trốn đi đâu á? À, mình chạy à? Mày nói hèn ở làng giờ mày chạy mất dép mày chạy lên còn núi cao tốt ngót như thế này mày tưởng bố mày tìm không được à cu hả? À, trốn đi đâu tìm hay ấy. Trời ơi bố mày có Google Map mà cu. Làm sao đưa đồ bon đây nhắn đưa un cho bon đây. Đúng rồi nè bon đây
từ từ nào bình tĩnh cái đi, cái đụng tí là vắt riêu vắt ra mà chơi nhau thế. Nói thật ta mà không chơi thua với ta mà chơi là ngươi thua chắc cu. À, ôi đâu mày, ấy. Mày thua chắc thua chứ. Mày thua. Ôi, à. Đâu. Thôi sợ chưa? Này. Đi đây, nhanh lên. Đó. Sao có một quả thì cu, ngươi bịp ta nữa à? Lần này thì quá mà chém mày à. Đang nghèo. Nghèo đéo gì? Ui. Ui gì vậy? Mission nào là ai vậy? Ui. Holy shit. Go right on. Mày đi. Mày chết đi. Ta đứng đây. Ta đi nữa. Đi cái nịt. Ê, chết rồi, ta đứng đó đi. Là go right on các bạn ơi. Holy shit. Là Pokemon. Ê, nè, định lấy con của ta hả? Oh my god, là Pokemon huyền thoại của Gen 9. Coraidon, một Pokemon cực kỳ mạnh của thế hệ mới nhất nha mọi người. Wow, anh này là Pokemon cổ đại đấy các bạn. Wow. Trời ơi, ngầu chưa? Bố mày chơi mày, tuyệt chiêu. Đổi Pokemon thôi, chứ mình thấy con này nó mạnh lắm nên mình đổi qua cho Hazelrut đi. Hazelrut thì may ra mới có sức mạnh là đủ tinh nha mọi người. Tại vì Hazelrut là mặc dù là một Pokemon bình thường thôi, đó. Nhưng mà sức mạnh của em ấy được sánh ngang với những Pokemon huyền thoại, đừng có đùa. Rất là mạnh đấy. Mày một đòn đau chưa? Cố lên. Đừng ngõ mà được. Thấy các bạn ơi, một đòn mất 50% máu. Đó, 7% máu, 10% máu. Bạn thấy đỉnh chưa? Đấy, trời ơi, sức mạnh Azurus phải gọi là cực kỳ Super Fit Pro. Lấy thế nào, Ultra Point. Liệu có giàu ra vào một con hôm nay? Liệu nhân phẩm của mình có thực sự gọi là Yeah. Đừng vô một con nha. Có vẻ là ước được không thấy rồi mọi người ơi. Có vẻ khó đấy. Con điện thoại mà cũng khó đấy. Đến nào, Ultra Point. Let's go. Vô đi mà, đang nghĩ ngã nào chúng ta cũng là thật đồng đội thôi. Đây ngủ đó các bạn ơi. Không vô. Thôi được rồi. Tiếp tục Ultra Point. Vô đi, ba quả rồi không vô. Đừng có lý thế chứ cu. Vô rồi, vô bạn ơi. Vô. Ui, mẹm vô kìa. Con này mày Pokemon chứ phải ăn chó đâu mà mày lì như chó vậy. Tiếp tục Ultra Point. Đến đi nào, vô đi nào, năng nỉ mà. Năng nỉ luôn đi. Năng nỉ. Wow, khó các bạn ơi, Sky tắt kìa. Wow, tụi chơi mạnh nhất kìa, bay nha mọi người. Vô nè. Trời ơi, nó lì tới cu. Nó một hit một phát là bom mình đi luôn ạ. Nó mạnh quá. Ultra Point, let's go, vô đi mà. Năng nỉ anh trai. Yeah, sure, vô. Vô đi. Ui. Trời ơi, nó liều quá bạn ơi. Ui, một hit là một phát là mình đi luôn à. Rita bom ra lại đi. Giờ mình nghĩ là có con nào thì ném bom đó thôi. Chứ mười mấy quả rồi không vô nó hơi lì. Vì con này thật sự nó rất là mạnh các bạn ơi. Ngã nào cũng là bom hình thoại mạnh nhất Gen 9 mà. Cho nên sức mạnh thực sự của nó phải gọi là ở một cái đẳng cấp phải gọi là rất chi là, nói chung là rất chi mạnh ấy. Khủng khiếp. Ultra Pro Max cấp VIP. Mình còn 8 quả không biết có vô không nè. Vô đi mà. Năng nỉ em lạy anh không vô, anh kèo quá. Trời ơi, một phát là một đấm là một đi. Chim ra trận. Ôi mà sao lì thế, ngã nào chúng ta cũng là bạn thân với nhau mà. Anh em với nhau mà không vô phát đi. Mà nhìn mặt chú cũng có tướng gọi là đệ của anh ấy, cho nên vô đi. Năng nỉ. Vô. Chúng ta đã có được Coraidon. Oh my god. Baby là một ngôi sao. Hãy nhìn đi thằng cu kia. Coraidon, một Pokemon huyền thoại Genshin. Wow. Ngầu không? Ngầu. Ui. Ngầu đi. Ui đẹp quá các bạn ơi, ơi đẹp quá. Sao muốn solo tiếp không? Solo. Con này bá quá, solo vậy. Trời ơi, đẹp quá bạn ơi, ui, ngầu vai. Rồi, anh ấy đứng dán chắc quá, này im mồm, cút ra, bố mày ngắm bom bom nó ta. Ui ôi, nói chung là, được quá bạn ơi. Mình đã thu được Coraidon rồi các bạn, một Pokemon rất chi là mạnh, nó rất chi là đẹp. Ui, nhức lách. Trời, ui, cái gì đây? Cái map nó hiện ra Coraidon to đùng luôn à. Ái, chà, có một cái ngôi làng mới nè các bạn. Được rồi, vô ngôi làng thì hôm nay thì mình sẽ không đi gọi là lấy đồ chỉ tá nữa. Mình vô mình xin đàng hoàng nhắc mà làm người tử tế hôm nay xíu. Chỉ tá ơi, chị có đồng ý cho em lấy ít đồ không? Chứ em nghèo lắm. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều nhá. Chị không nói nhưng em biết chị là không cho rồi, nhưng mà em vẫn lấy đấy. Em xin lỗi nhưng em cố ý, nhưng thực sự em không có tình. Đừng qua bán ít đồ, mua ít Ultra Point nha mọi người.
mình thu phục cái con kia xong mình hết bon luôn các bạn. Hello. Ui cậu cho bà nội ngon ngon. Để thì sell thôi. À nhầm bán nhầm cái nè. Hello chào ông nhau thì gì chứ con đã tốn rất là nhiều công sức để có thể có được rất nhiều vật phẩm xịn. Cho nên nói chung là con phải đi cày đêm mới có được chừng này tiền đấy ông ơi. Nó mua được 8 quả luôn, xịn ngoài sời 15 quả. Thì hy vọng các bạn sẽ tặng nhiều bon hơn cho mình nhá. Win lắm đi, nhớ tặng đồ ăn nữa, không thôi mình đói mình xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu qua xỉu lại xỉu dọc á. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Rồi giờ mình đi thách đấu hồi quán lại luôn nhờ. Em chứng minh được khả năng PvP và sức mạnh của một Pokemon mới của mình. Vì đây, nói chung là nhìn mặt ông cũng hơi không ưa lắm nên thôi bỏ qua đi các bạn. Em đem cái thằng trước để mình cho Redone lên nhá. Không biết đây là game hề gì nhá, chắc là hề cỏ. Ui hề nước các bạn ơi. Quái cái nồi hề nước à, đùa bố mày chắc. Đập ngói. Một vả, ui Gyarados. Một vả, à con chim to này. Một vả. Trời. One hit one skill, easy game. Trời đất ơi, tự nhiên con Coron của mình biến thành một con vô gia cư luôn, thành anh da đen luôn rồi. Rồi, một vả. Một tát. Ok, tại sao mình lên dưới này? Ok. Game này bị bố mẹ nói chung thôi, cái game này nó dễ quá các bạn ơi. Ấy da. Ghê quá nhờ. Mày đùa. Level mình ao quá nên cứ ra là một phát là một vả là phải bất chấp luôn. Thôi, game này dễ quá các bạn nên mình muốn chiến thắng đơn giản hơn thì chúng ta sẽ đi một cái đường mới, một cái đường mới gọi là đường vào team em ôi băng da. Cho nên mình sẽ dùng Paris Paris và bay lên thách đấu chủ hội quán luôn. Mấy dưới này nó ngoan như lúc xe nhà mình vậy thì game dễ quá đi. Ai à, què mẹ rồi. Rồi mình sẽ cho em Squamper ra trước nha. Rồi, Squamper. Ui, level 24. Hãy hồi đắc con tim của ta. Tiến hóa, vừa cả tiến hóa. Tiến hóa Mega. Để coi ai là bon hình nếu mà nhất nhá. Đã mắc à. Tiến hóa Mega sẽ cực kỳ mạnh. Nó cơ bắp lên. Rồi, đấm nó. Ui, không ngõm. Mạnh này. Tiếp tục đấm nó. Mày đùa. Rồi, còn xí máu thôi. Lượt thứ ba là coi như là chú đi đầu này nha con. Được chiêu cuối cùng. Múc nó. Một tổn. Đi luôn. Linga. Mày là con. Đi ngay. Rồi, đổi bom anh thôi các bạn. Cho em Corona thể hiện xíu chứ em mấy bom này nó đơn giản quá. Ui, Corona mình ngủ các bạn ơi. Ui ngầu vãi, đẹp vãi trướng. Wow, anh ấy nhìn nè, đó ấy là đuôi em ấy nói nhưng mà em ấy cũng một cái form cực kỳ đẹp và cực kỳ xinh luôn, mình thấy rất thích em này. Được rồi, tuyệt chiêu counter. Ờ nhầm, counter này nó không hợp lý à mọi người ơi. Quên, bấm nhầm. Cái này ở tay nhân não. Thôi thông cảm nha, bấm nhầm. May, nhầm rồi nhưng vẫn thắng. Đập ngói, một tát. Súng nước, một băng. Chim à. Một băng luôn. Ok, vừa mới nhận được chiến thắng cực kỳ đơn giản, mình học được. Ui, mình có được tên MPV các bạn ơi, một YouTube hệ bay cực kỳ mạnh luôn ý. Wow. Mình cho em Brandon Bird này học nha mọi người. Nó có thể không học được chiêu này à. Em này sao? Không học được luôn, phê vật. Cày, thật đấy, tự học được chứ. Rồi bây giờ cất đồ thôi bạn ơi, mình cũng dọn dẹp cái đồ của mình nó xịn xòa rồi. Mình nghĩ hôm nay video kết thúc mọi người ơi, thấy video hay thì đừng quên. À, mẹ em ngỏ mà, yeah. Thì nói chung là hôm nay chúng mình làm được rất nhiều thứ rồi. Và đồng thời mình đã được một bom hiện thoại đầu tiên trong thế hệ 9 này. Đó, cực kỳ ngon nhé. Đó chính là em Coridon. Một bom khởi đầu, không, một bom hiện thoại của Gen 9 rất là đẹp và rất là ngầu. Thì em ấy có một hình dạng gọi là rất chi là bass đạo và oxalat. Rồi. Và tiếp đó là mình đã có được sức mạnh của Mega. Một Pokemon có Mega rất là mạnh và rất là OP, đó chính là Mega Squamperd. Đó, em mấy Squamperd thì khỏi phải bàn rồi. Mấy rất là đẹp và rất là ngầu nữa. Nào, chào các bạn phát rồi, chúng ta up thế nào. Qua tập mới thế nào. Đó, chào bạn phải bàn thấy chưa. Đấy, rồi thì mọi người thấy video hay không? Các bạn mình một like, một xem, subscribe, đừng quên nhấn vào chuông nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và chúc các bạn tốt lành. Bye bye, see you again.